Quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên YouTube của báo Lao động. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại tỉnh Hà Giang sạt lở, lũ quét nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại về người, tài sản. Đặc biệt, hàng trăm người dân buộc phải di rời đến nơi an toàn khi tiếp tục xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt trượt trên các đồi cao. Những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to. Tại QL2 đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích nỗ lực san gạt để thông tuyến. Hàng trăm chiến sĩ cùng các trang thiết bị máy móc được điều động đến hiện trường để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Vụ sạt lở trên QL2 đã khiến hai nạn nhân tử vong, nhiều người bị thương. Trước đó, vào sáng ngày 29 tháng 9, mưa lớn khiến hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt xuống QL2. Vụ sạt lở vùi lấp nhiều người, phương tiện cùng một số nhà dân dọc tuyến đường. Cách điểm sạt lở trên chừng 500 mét, hàng trăm hộ dân tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh buộc phải di rời ngay trong đêm hiện người dân đã được đưa đến nhà văn hóa, trường học để đảm bảo an toàn. Tại khu vực đồi đoạn KM54, đoạn qua dốc tối, thôn Tân Thành, xã Việt Vinh, tiếp tục có dấu hiệu sạt lở. Ban đầu xuất hiện các vết nước sau đó sạt trượt 1,5 m Vị trí sạt nằm tại khu vực đường tránh di chuyển vào khu vực sạt lở tại km số 240 cộng 300 trừ km số 240 cộng 450. Các lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 1 tháng 10, sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Bắc Quang khiến 3 người tử vong, 3 người mất tích và 9 người bị thương. Có 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng từ 60 đến 80%. 182 hộ dân với 716 nhân khẩu phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và hiện có thêm 51 hộ cần được di rời. Ngày 1 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo lao động, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh cho biết các lực lượng chức năng đã huy động thêm nhiều phương tiện để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến nay toàn xã có 4 thôn nguy cơ cao xảy ra sạt lở, nhiều vị trí đồi cao nứt vỡ. Địa phương đã khẩn trương di rời người dân đến các khu vực an toàn, vị lãnh đạo thông tin thêm. Ngoài huyện Bắc Quang, một số khu vực tại tỉnh Hà Giang như Hoàng Su Phì, Yên Minh cũng xuất hiện tình trạng sạt lở, lũ quét. Ngoài thiệt hại về người và tài sản, sạt lở còn gây tê liệt tạm thời một số tuyến đường huyết mạch. Trước những thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và địa phương triển khai các flycam bay quét các điểm sung yếu, có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo và có biện pháp phòng ngừa, di rời dân cư, đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Bắc Quang cần làm tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai. Yêu cầu các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, có phương án xử lý khi xảy ra sự cố bất ngờ. Các địa phương đảm bảo an toàn, di rời người dân đến nơi an toàn hỗ trợ nhu yếu phẩm để những hộ di dân ổn định cuộc sống tạm thời. Thưa quý vị, sau gần 10 năm tổ hợp trung tâm thương mại, chợ trăm tỷ đồng xây trên đất vàng vùng biên xứ Lạng, người dân và tiểu thương đã vỡ mộng vì việc kinh doanh không sầm uất được như chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định trước đó. Vỡ mộng trung tâm thương mại trăm tỷ đồng. Phản ánh đến phóng viên, phóng viên, nhiều người dân và tiểu thương ở trung tâm thương mại, chợ Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết dù được đầu tư một số tiền lớn, tọa lạc trên vị trí đất vàng của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, song đã gần 10 năm nay, tổ hợp thương mại này hoạt động không hiệu quả. Theo ghi nhận của phóng viên, trung tâm thương mại Chợ Đồng Đăng nằm ở vị trí hai mặt tiền, tại quốc lộ 1A trên đường đi lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và bên cạnh ga Đồng Đăng. Công trình này được khởi công từ cuối tháng 9 năm 2014, do công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đồng Đăng làm chủ đầu tư. Điểm nhấn là tòa trung tâm thương mại 3 tầng bề thế với khoảng 800 gian hàng. Bên cạnh đó còn có các khu chợ thực phẩm, chợ phiên truyền thống. Công trình này được xây dựng lên với mục đích di chuyển các hộ kinh doanh từ chợ truyền thống Đồng Đăng để nhường đất cho việc xây công viên thị trấn Đồng Đăng. Thế nhưng, sau gần 10 năm đi vào hoạt động trái với kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại sầm uất của vùng biên, nơi này lại điều hưu đến lạ. Tòa nhà trung tâm thương mại nay đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài ba hộ dân kinh doanh ở tầng 1 nhưng hiếm hoi mới thấy có một người khách. Ông Bùi Minh Đức, Phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đồng Đăng, đơn vị chủ đầu tư xác nhận, tòa nhà trung tâm thương mại 3 tầng thuộc tổ hợp trung tâm thương mại chợ Đồng Đăng đã đóng cửa một thời gian dài. Đại diện chủ đầu tư cho hay, do trung tâm thương mại hoạt động không hiệu quả. Hiện nay các tiểu thương chủ yếu còn kinh doanh ở các dãy nhà tôn xung quanh. Theo đại diện ban quản lý chợ truyền thống Đồng Đăng, thời điểm năm 2016 đến 2017 đã có hơn 100 hộ kinh doanh chuyển từ chợ cũ ra chợ mới. Tỷ lệ lấp đầy tòa trung tâm thương mại vẫn chưa đạt 50%. Hiện nay chủ đầu tư trung tâm thương mại chợ Đồng Đăng vẫn phải gánh một khoản nợ khá lớn, cổ đông vẫn phải chung tay gánh khoản nợ ngân hàng. Đại diện ban quản lý chợ truyền thống Đồng Đăng cho hay, chợ cũ sầm uất, chợ mới điều hưu. Cách trung tâm thương mại chợ Đồng Đăng không xa là khu chợ truyền thống Đồng Đăng đã có tuổi đời hơn 120 năm, nằm giữa thị trấn miền biên ải. Hiện nơi đây vẫn là một trong những chợ cửa khẩu lớn ở Lạng Sơn, thu hút đông khách du lịch tham quan mua sắm. Chợ có diện tích hơn 7000 mét vuông, khoảng 200 gian hàng, được xây một tầng, thuận tiện cho việc buôn bán. Chia sẻ với phóng viên, chị Lục Vũ Thanh Trúc, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cho hay, khoảng từ năm 2015 đến 2017, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu tiểu thương chuyển địa điểm kinh doanh từ đây ra khu trung tâm thương mại chợ Đồng Đăng mới xây, tuy nhiên, hầu hết tiểu thương đã phản đối. Ở đây một phần khu dân cư đông đúc, hơn nữa lại có đền mẫu Đồng Đăng, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt khách về đây chiêm bái. Lượng khách một phần cũng ăn theo khách về đền mẫu, chị Trúc nói. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày mùng 2 tháng 10, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức, chính thức được thông xe sau hơn 8 năm chờ đợi. Dự án với tổng vốn đầu tư hơn 730 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân khi cuối cùng cũng hoàn thành sau nhiều lần trì hoãn. Tại lễ thông xe do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông, Tổ chức, cây cầu được đánh giá là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Với chiều dài 450m, cầu Nam Lý được thiết kế gồm hai nhánh rộng 20m cùng đường dẫn dài hơn 300m và rộng từ 30 đến 37m. Dự án này được khởi công từ năm 2016, nhưng chỉ sau gần 3 năm thi công, khi mới đạt 40% khối lượng, công trình phải tạm dừng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 3 năm 2023, khi tội phạm thủ đức cơ bản hoàn tất việc đền bù và bàn giao mặt bằng, dự án mới được tiếp tục triển khai. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, ban giao thông cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương bắt tay vào việc, từ việc tập kết vật tư, trang thiết bị đến tổ chức thi công. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, phần cầu chính, đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành, kịp thời đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Phần còn lại của công trình bao gồm hạng mục đường dân sinh, các công tác hoàn thiện còn lại Dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Cầu Nam Lý không chỉ có ý nghĩa về mặt kết nối giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Về đường bộ, cầu kết nối tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, một tuyến trục chính chạy qua các phường An Phú, Bình Trưng Tây, Phước Long A, Phước Long B và Phước Bình, giúp lưu thông dễ dàng giữa các khu dân cư lân cận và kết nối trực tiếp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Về đường thủy, rạch chiếc, nơi cầu Nam Lý Bắc qua đã được quy hoạch là tuyến sông cấp 4, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu giao thông đường thủy sau khi tuyến đường thủy từ sông Sài Gòn đến sông Đồng Nai được khai thông. Điều này càng làm nổi bật vai trò của cầu Nam Lý trong việc hỗ trợ vận tải hàng hóa không chỉ bằng đường bộ mà còn cả đường thủy, góp phần thúc đẩy giao thương, kinh tế khu vực. Cùng với việc thông xe cầu Nam Lý, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp cũng đã khởi động lại sau thời gian dài đình trệ. Đoạn nâng cấp dài 1,8 km, từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh với tổng mức đầu tư hơn 838 tỷ đồng. Sau khi mở rộng lên 6 làn xe, đoạn đường sẽ rộng từ 27 đến 30 m dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Khi hoàn tất, cùng với cầu Nam Lý, tuyến đường này sẽ tăng cường kết nối giao thông từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, dầu dây đến đường Nguyễn Duy Trinh. Ngoài công trình trên, thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh thi công cầu Tăng Long gần 700 tỷ đồng trên đường Lã Xuân Hoài dự kiến đến tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành thông xe nhánh cầu bên trái. Sau đó sẽ tháo dỡ cầu cũ, thi công xe nhánh cầu phải, đến tháng 12 năm 2025 hoàn thành toàn bộ công trình. Thưa quý vị, nguồn cung khan hiếm đã khiến giá phân khúc nhà ở xã hội đã qua sử dụng tại Hà Nội có xu hướng tăng cao. Chị Trần Thị Minh, sinh sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, mức lương hiện tại của cả hai vợ chồng chị rơi vào khoảng 20 đến 25 triệu đồng trên tháng. Do đó phải tích lũy rất nhiều năm, vợ chồng chị mới có thể mua được một căn nhà ở xã hội thời điểm này. Cũng theo chị Minh, một căn hộ rộng 67m2 tại dự án nhà ở xã hội Gia City Linh Đàm, quận Hoàng Mai, năm 2015 mở bán chỉ khoảng 1 tỷ đồng căn, tương đương với khoảng 15 triệu đồng trên mét vuông. Tuy nhiên sau 9 năm, nhiều căn hộ tại đây đang được giao bán với mức giá hơn 50 triệu đồng trên mét vuông khiến nhiều người choáng váng. Mức lương hiện tại của vợ chồng tôi hiện khó có thể mua được một căn nhà ở xã hội nếu muốn mua thì phải vay mượn thêm bạn bè, người thân. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi giá căn nhà ở xã hội đã sử dụng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang giao bán hơn 50 triệu đồng trên mét vuông, ngang ngửa chung cư thương mại, chị Minh nói. Cũng bất ngờ vì giá nhà ở xã hội tăng cao, anh Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1989, quê ở Hà Nam, cho biết năm 2022, gia đình anh có mua căn hộ cũ 67 mét vuông, hai phòng ngủ tại dự án nhà ở xã hội cũ The Vesta Phú Lãm, Hà Đông với giá 23 triệu đồng trên mét vuông. Tuy nhiên, đến nay nhiều căn nhà ở xã hội cũ tại đây đang giao bán từ 35 đến 45 triệu đồng trên mét vuông, tùy vị trí. Anh Quang chia sẻ thêm, năm 2018, dự án nhà ở xã hội The Vesta Phú Lãm mở bán chỉ có giá khoảng 15 triệu đồng trên mét vuông. Tính từ đó đến nay, giá căn hộ ở đây đã tăng hàng tỷ đồng căn. Thực tế việc giá nhà ở xã hội tăng cao sau nhiều năm sử dụng cũng xuất hiện tại nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội. Luật nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định, người mua nhà ở xã hội là căn hộ chung cư sau 5 năm được bán và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hơn nữa, luật nhà ở 2023 cũng quy định, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp giấy chứng nhận. Trong khi đó, Báo cáo của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 đến 2030 cho thấy, tổng số lượng căn hộ nhà ở xã hội được khởi công, hoàn thành đến nay mới đạt khoảng 35,6% mục tiêu đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ giai đoạn đến năm 2025. Có thể thấy số lượng nhà ở xã hội hoàn thành mới đạt mức thấp so với mục tiêu đặt ra. Chưa kể từ nay đến năm 2025 thành phố Hà Nội dự kiến mới hoàn thành thêm 3 dự án với 1.700 căn hộ, đáp ứng khoảng 9% nhu cầu của người dân. Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhấn mạnh, để gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội trên thị trường, cần phải có những chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội. Từ đó, khắc phục bất cập trong quy trình xử lý thủ tục, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp tham gia, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia cho rằng, các nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và những người lao động tại đô thị là những đối tượng có nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội, cần được ưu tiên hàng đầu về nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì thời tiết hôm nay chúng tôi ghi nhận được đang là 23 độ C và với thời tiết này thì rất nhiều người dân đã trang bị thêm những chiếc áo khoác mỏng và hào hứng xuống phố để đón không khí lạnh đầu mùa. rất là hào hứng và dễ chịu, mà nhất là cái thời tiết này là đẹp nhất trong năm, Thế cho nên là đi ra đây tập nó cũng hưng phấn hơn. Giờ Sáng đi thì các mọi người là đều có áo khoác nhưng mà đây tập được một lúc rồi nó nóng người lên thì là mọi người bỏ áo ra. Bình thường thì đi tập thì mặc nếu mà thêm thì chỉ thêm áo chống nắng, nhưng mà hôm nay mình mặc thêm áo gió nó dày hơn. đấy thời tiết nó lạnh lạnh hơn rồi, nhất là buổi sáng đi nó hơi gió. Sáng nay tôi dậy thì cũng thấy là, là, không khí nó cũng lạnh hơn. Mọi khi đi buổi sáng thì còn mặc quần cộc được, thế nhưng mà hôm nay đi là phải mặc quần dài, áo dài. Mà cả năm mà cứ được như tiết trời như này thì là tuyệt vời quá, nó rất là dễ chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày mùng 2 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 đến 23 độ C, vùng núi từ 18 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay dự báo thời tiết mát mẻ, từ đêm ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ngày mùng 1 tháng 10 30 thợ lặn của lữ đoàn đặc công 126 quân chủng hải quân đã phối hợp với các lực lượng của tỉnh Phú Thọ triển khai lặn tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Việc triển khai thợ lặn tinh nhuệ và phương tiện hiện đại nhất để tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích thể hiện quyết tâm cao trong công tác tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Thợ lặn được trang bị khí tài chuyên dụng đi trên xuồng cứu nạn xuất phát từ vị trí cầu phao mới lặn tìm đến khu vực cầu sập. Trong quá trình tìm kiếm, thợ lặn của hải quân luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có mặt trên hiện trường để cùng phối hợp tìm kiếm. Cái uh, tìm kiếm thì chúng tôi đã có cái kế hoạch trong cái xây dựng kế hoạch và đồng chí lữ đoàn trưởng đã phê duyệt cho cái kế hoạch để chúng tôi tổ chức hiện đấy. Chúng tôi sẽ tìm kiếm toàn bộ cái khu vực từ chân uh, cầu Phong, Phong Châu về hạ lưu cầu đến khu vực uh, cầu phao mới uh, của bộ tư lệnh công binh vừa triển khai. Uh, chúng tôi sẽ tổ chức tìm kiếm kỹ từng khu vực một cái khoảng cách tìm kiếm ở các cái vị trí ở đấy chúng tôi sẽ đánh dấu lưới ô vuông cụ thể là cái tìm kiếm theo mỗi khu vực tìm kiếm xong thì chúng tôi sẽ đánh dấu phao như một cái hành động là tà vã bom mìn ở trên cạn trong khi ở hình dung như thế để sau khi kết thúc các cái vị trí thì chúng tôi sẽ báo kết quả hàng ngày và có tham mưu thêm cho ủy ban nhân dân tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh đặc công 126 đã lựa chọn những thợ lặn có trình độ cao nhiều kinh nghiệm trong tham gia tìm kiếm cứu nạn ở môi trường sông biển để tham gia lần này các thợ lặn thả phao tiêu, đánh dấu vị trí lặn theo hình thức lưới ô vuông, các điểm đánh dấu cách nhau khoảng 100 m để tránh sót mục tiêu. Quá trình tìm kiếm luôn ưu tiên an toàn cho thợ lặn. Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt từ chỉ huy trên bờ với chỉ huy dưới xuồng và thợ lặn dưới nước. Hiện nhiệm vụ tại môi trường rất chỉ là khó khăn và chúng tôi đã đánh dấu những cái điểm nghi ngờ. Chúng tôi thả tiêu tại vị và xuống thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì nước ở dòng sông rất đục và chảy xiết. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có phần như hết sức khó khăn nhưng chúng tôi đã như bằng cái nỗ lực, kinh nghiệm, chúng tôi cố gắng hết mình và đã như xuống được dưới đáy sông. Ngoài việc thực hiện tìm kiếm theo kế hoạch cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn đặc công 126 sẵn sàng tìm kiếm nếu gia đình, thân nhân của các nạn nhân có nhu cầu ở các vị trí theo tín ngưỡng, văn hóa mà người dân cho là có dấu hiệu. Cùng ngày, khu vực cầu Phong Châu nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước hạn chế, phù sa lớn, thợ lặn phải vận dụng tổng hợp các kỹ thuật chuyên môn để tìm kiếm và kết hợp với kỹ thuật bằng tay để tìm kiếm nạn nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.